buổi học này thì em khá là bất ngờ, bởi vì gần như là những cái nội dung mà cơ bản nhất về trade marketing đã được truyền tải cũng khá là đầy đủ trong chỉ vỏn vẹn 2,5 tiếng đồng hồ thôi. Và khá là vui bởi vì mình vừa được thêm biết thêm những kiến thức mới. Thì cái điều mà em ấn tượng nhất là em đã biết thêm được, có nghĩa là hồi trước đó em chỉ nghe về trade marketing là nó nằm giao giữa marketing với lại sales thôi, nhưng hôm nay em biết rõ là cái vai trò của nó như thế nào và nó sẽ vừa cận chiến mà vừa mang tính tổng quát và tầm nhìn dài hạn ra sao. Thì cái thay đổi của em thứ nhất là em có một cái nhìn mới về trade marketing, và đặc biệt là em hiểu rõ hơn về cái lộ trình thăng tiến khi mà mình quyết định trở thành một cái trade marketer. Cho nên em qua đây em cũng xin gửi lời cảm ơn đến em Academy vì đã mang đến một cái chương trình khá là bổ ích cho tụi em, đặc biệt là các bạn sinh viên vừa mới ra trường và đang băn khoăn chưa biết là mình sẽ chọn cái ngành gì.